nghệ thuật của nhà Phương được đạo diễn Đình Đám hé lộ. Nhà Phương thời gian qua vướng phải ồn ào khi bị đạo diễn Nhất Trung tố mắc bệnh ngôi sao, không hợp tác trong quá trình quảng bá cho bộ phim 1990. Cũng vì nữ diễn viên mà ekip đã quyết định dời ngày ra rạp của bộ phim điện ảnh này. Dư luận xôn xao bàn tán không ngừng, chờ đợi những diễn biến mới liên quan đến vụ việc này. Trong bối cảnh đó, mới đây đạo diễn Võ Thạch Thảo có những chia sẻ gây chú ý về bà xã Trường Giang, là người hợp tác với nhà Phương trong dự án phim dài tập Cây Táo Nở Hoa. Võ Thạch Thảo tiếp xúc nhiều và hiểu rõ về cách làm nghề của diễn viên. Chia sẻ với ngôi sao .net, Võ Thạch Thảo dành lời khen cho diễn xuất và sự tâm huyết của nhà Phương. Nữ đạo diễn nhận xét, nhà Phương có thể coi là phiên bản nữ của anh Thái Hòa. Bởi Phương nhạy cảm và yêu nghề ghê gớm lắm, tôi thấy may mắn vì tìm được Phương đóng vai báu. Bí mật thêm, Võ Thạch Thảo cho biết, nhà Phương rất lan xả vì vai báu trong Cây Táo Nở Hoa. Hình ảnh nữ diễn viên mệt mài học kịch bản từ sáng đến tối khiến nữ đạo diễn ấn tượng. Cô cũng không ngại tranh luận với đạo diễn về vai diễn. Nhưng chính điều đó khiến Võ Thạch Thảo càng có cảm tình với nhà Phương. Trong quá trình quay phim, nhà Phương không ít lần đề xuất thêm các hành động, lời thoại nhỏ cho nhân vật của mình. Từ đó góp phần tạo hình một vai báu không quá vô giáo dục. Vẫn có sự yêu thương và kính trọng dành cho người nhà. Điều này cho thấy tâm huyết không nhỏ cô dành cho bộ phim và vai diễn. Theo lời đạo diễn Võ Thạch Thảo, nhà Phương bị sụt cân sau một năm theo đoàn. Theo lời đạo diễn Võ Thạch Thảo, nhà Phương bị sụt cân sau gần một năm theo đoàn phim. Trong Cây Táo Nở Hoa, bà xã Trường Giang là nữ diễn viên sở hữu lượng trang phục lớn nhất đoàn. Phải vất vả để tìm đủ trang phục, theo đúng yêu cầu tạo hình nhân vật. Thậm chí còn săn lùng ở những chợ đồ cũ. Trong tương lai, vai báu của nhà Phương hứa hẹn sẽ có nhiều chuyển biến mới khiến khán giả bất ngờ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!